trao đổi với báo chí, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, không có chứng cứ nào khẳng định có thế lực ngầm ngăn cấm lái xe chuyên trách Việt Nam điều khiển phương tiện xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Trước đó có thông tin cho rằng một số lái xe chở nông sản bị thế lực ngầm vùng biên hành hung, ngăn cấm điều khiển phương tiện vận chuyển nông sản qua cửa khẩu và mỗi lái xe chỉ được đi về qua cửa khẩu một lần một ngày, dẫn đến việc tranh chấp thời gian, số lượng xe giao nhận trả về giữa các lái xe và chủ hàng. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lái xe chuyên trách đình công dẫn đến hàng trăm container bị ùn tắc, không thể qua cửa khẩu. Nguyên nhân do phía Trung Quốc không sắp xếp nơi nghỉ ngơi hợp lý cho tài xế Việt Nam. Sau khi xảy ra sự việc, giới chức hai nước đã hội đàm, sắp xếp lại nơi nghỉ ngơi phù hợp và đưa hoạt động vận chuyển nông sản trở lại bình thường. Chín tháng năm 2021, Thụy Sĩ nhập khẩu cà phê đạt 166.000 tấn, trị giá 749 triệu đô la Mỹ, tăng gần 12% về lượng và tăng 22% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị phần cà phê của Việt Nam chiếm 7% trong tổng lượng nhập khẩu của Thụy Sĩ trong 9 tháng năm 2021, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thụy Sĩ đạt 4.500 đô la Mỹ trên tấn, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thụy Sĩ tăng từ hầu hết các nguồn cung chính, nhưng giá nhập khẩu từ nước ta lại giảm. Bất chấp khó khăn do dịch Covid-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh và giữ vững vị trí một trong ba thị trường tỷ đô của ngành gỗ Việt Nam. 9 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020. Với đà tăng trưởng này, dự báo xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc sẽ có năm đầu tiên vượt mốc 1,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy tăng trưởng ấn tượng, nhưng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn đang nghiêng hẳn về những sản phẩm gỗ nguyên liệu. Tỷ trọng của đồ gỗ hiện vẫn còn thấp, chỉ đạt gần 65 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng năm 2021, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ 2020. Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 4 cho thấy, mẫu bệnh phẩm tại một hộ chăn nuôi ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dương tính với virus cúm AH5N8. Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Ngãi ghi nhận dịch cúm AH5N8. Qua kiểm tra tại hộ chăn nuôi, trong số 800 con gà được tiêm vaccine H5N6 có 300 con đã chết, 500 con đang bị bệnh với các triệu chứng của bệnh cúm. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo địa phương tiêu hủy 500 con gà nhiễm cúm H5N8, đồng thời thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ổ dịch và môi trường xung quanh, hạn chế người ra vào ổ dịch. Trước đó, dịch cúm AH5N8 đã bùng phát tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh.